cũng nói là hôm nay là 2 tháng cô nhỉ. Vâng. Hôm nay bọn con xuống đây bọn kiểm tra cho cụ và tháo cho cụ tập đi nhá, tập này các bạn nhá. Cụ này bao tuổi rồi ạ? 91. 91 ạ. Cụ quê ở đâu ạ? Quê Thần Quy Minh Tân sao? Thần Quy Minh Tân. Phú Xuyên à? Phố Hà Nội. Vâng, cụ ở Phú Xuyên ạ. Thần Quy Minh Tân, thành phố Hà Nội. Vâng. Thành Quy ở huyện Phú Xuyên hả cụ? Ở huyện Phú Xuyên này. Vâng, hôm nay con kiểm tra cụ nhé. Vâng, cụ năm này con kiểm tra cụ. Cụ đi đâu mà bị mấy cô chú cô cổ đùi này? À, tự đi ngã đấy, ngã trong lòng ngã. Vâng. Được 2 tháng rồi. Hôm nay con lần xuống con kiểm tra và cho bà tập đi. Mới đầu bó vào đâu không cụ? Dạ. Mới đầu bó vào đâu không cụ? Thế nào? Mới đầu bó vào có đau không ạ? Bó ná vào ấy. Hôm đầu tiên ấy. Đau. Đau, vâng. Và cụ cao rồi. Đau à, chịu được là dễ chút. Các cụ phải chịu có kiêng khen nằm bất động vào trong. Nghe xương ngủ can tốt nhỉ? Cụ nằm nghiêng con nhầm. Nằm nghiêng nhỉ? Con đập này cụ đau không ạ? Không đau rồi, xương can. Chỉ có đang đi như thế này là nó buốt thằng ái thôi. À, mới tập đi thì đứng chơi tập đi thì buốt phải bình thường, mới đầu thì ai thế cụ. Còn con kiểm tra đầu gối là cụ hết xương chưa để có bên là con tập đi cho cụ. Đầu gối con hơi cứng các bạn, mà tập và luyện thời gian là hết cứng. Đầu gối của bà thì buốt ra đau lắm này. À, ở trên cổ đùi này thì ai cũng buốt như thế cơ, mới đầu mà. Vâng, cụ ơi. Gì con lấy này nó cũng đi ạ. Còn nằm ngoài ạ. Nhẹ nhàng cụ nhá. Vâng, cụ xin cái này ạ. Và này con bó bị gãy thì không là nằm đâu mà choáng các bạn. Trong lòng lưu thông mà. À, vừa nó cũng khao rồi mà. Mới đầu này. Vừa xong các cụ uống trà gừng rồi nhưng mà bóc qua là lòng lưu thông thì các cụ tập đi lại là không choáng. Đáng làm đó rồi. Vâng. Nằm đâu mỏi cũng nhỉ? Chỉ có tự một mình thì chẳng. Vâng, vâng. Chả có người nào giúp đi nào. Vâng. Đừng nhẹ nhàng cũng nhá. Nhẹ nhàng đấy ạ. Rồi, gặp đi đấy ạ. Nhẹ nhàng thôi cô ạ, nhẹ nhàng thôi ạ. Rồi, rồi. Rồi. Rồi, rồi, cố đi đi ạ, vâng, cố đi đi ạ. Nhìn từ từ thôi cố nhá, đi đi ạ. Rồi, từ từ thôi ạ. Rồi. Từ từ thôi ạ, rồi. Rồi, cố đi. Rồi. Vâng, cố ngồi đi ạ. Cố nhẹ 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 nhẹ. Con thẳng cụ cái đầu gối nhá. À, cái đầu gối này thì cụ hàng ngày này cụ ngâm nước muối cho con. Đấy, hai bên đầu gối bên to bên nhỏ này ngâm nước muối cho con nhá. Con muối 15 lốt ngày cứu đấy. Không là cho muối vào ngâm ủ khăn mặt vào đầu gối này, ngâm chân cụ bảo con cháu người nhà tập cụ đầu gối mềm ra thì sau này cụ mới đi thuần được. 2 tháng như cụ này là 91 tuổi là cụ can tốt rồi nhưng mà phải có trình tập luyện. Cái đầu gối này cũng hơi cứng này đấy, tại vì nằm lâu mà hơi tuổi các bà là khí huyết kém, can thận kém rồi nên gân cơ là hay bó. Thì cụ tập luyện là con đi lại nó lưu thông huyết này một thời gian là cũng bình thường. 2 tháng mà cụ khỏi đi lại này là tốt rồi, không phải phẫu thuật là tốt rồi. Vâng, con chúc cụ chóng bình phục và mạnh khỏe cũng